Vụ tử vong tại công an quận 11, bắt hai cán bộ công an nhà tạm giữ. Hai cán bộ công an được xác định có liên quan đến cái chết của nam thanh niên giật điện thoại bị đưa về trụ sở công an và tử vong vào rạng sáng hôm sau. Ngày 16 tháng 11, nguồn tin riêng của Thế giới tiếp thị online xác nhận, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phía Nam đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Trung úy Nguyễn Đình Nhân, sinh năm 1991, và Thiếu úy Phùng Trần Hoàng, sinh năm 1993, công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, về tội dùng nhục hình. Hai cán bộ này được xác định có liên quan đến cái chết của anh Châu Dung Thành, sinh năm 1983, ngụ quận 11. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phía Nam mở rộng điều tra. Nguồn tin cho biết, ngày 17 tháng 10, anh Thành có hành vi giật điện thoại của người đi đường và bị công an truy đuổi. Khi đến một tiệm game bắn cá trên đường Tuệ Tĩnh, phường 13, quận 11, cầm tấm gương vỡ cố thủ và chống trả quyết liệt, anh Thành đã bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an lấy lời khai. Sau khi lấy lời khai nhân chứng, nạn nhân và những người liên quan, công an quận 11 tạm giữ hình sự Thành. Đến 4 giờ sáng hôm sau, Thành nói bị bệnh nên được công an quận 11 đưa vào bệnh viện và tử vong sau đó. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Thành phù phổi cấp. Công an Phú Yên trần tình vụ một phụ nữ bị trúng đạn cao su từ cảnh sát giao thông. Ngày 16 tháng 11, trả lời phóng viên Dân Việt, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, trưởng Công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên cho biết, đơn vị đã yêu cầu tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Tuy Hòa viết tường trình, tiến hành kiểm điểm làm rõ vụ việc hai cảnh sát giao thông của tổ này gây thương tích đối với một phụ nữ. Theo Đại tá Dũng, vụ việc trên xảy ra vào trưa ngày 15 tháng 11 tại giao lộ ngã tư Hùng Vương, Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Tuy Hòa. Tổ tuần tra cảnh sát giao thông Tuy Hòa phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở một phụ nữ vượt đèn đỏ ở giao lộ trên nên đã truy đuổi yêu cầu đối tượng vi phạm dừng xe để kiểm tra xử lý. Thế nhưng, đối tượng vi phạm vẫn tăng tốc xe máy lạng lách trên nhiều tuyến đường. Lúc này, một cảnh sát giao thông đã rút súng bắn đạn cao su ra để bắn chỉ thiên, nhưng súng cướp cò do đồng nghiệp phanh xe gấp. Hậu quả, viên đạn cao su đã bắn trúng vào phần hông bên trái cô gái ngồi phía sau xe gây chảy máu. Cảnh sát giao thông đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Theo bệnh viện, chị Thoa bị thương nhẹ, vết thương nông, không cần khâu, hiện đang lưu điều trị. Đến chiều ngày 15 tháng 11, một clip về vụ việc trên đã được đăng tải lên mạng xã hội Facebook với nội dung cảnh sát giao thông Phú Yên bắn vào lưng người vi phạm. Theo Công an Tuy Hòa, người điều khiển xe máy là anh Đào Minh Trọng, 20 tuổi, còn người bị thương là chị Trần Thị Kim Thoa, 18 tuổi, vợ anh Minh, cùng trú ở khu phố Mỹ Lệ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên. Vợ chồng chị Thoa có một con hơn 1 tuổi. Ngay chiều ngày 15 tháng 11, lãnh đạo Công an thành phố Tuy Hòa đã đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên nạn nhân. Vụ việc đang được tiến hành điều tra nên chưa thể cung cấp cụ thể hơn. Thế nhưng, theo anh Đào Minh Trọng kể lại, trưa ngày 15 tháng 11, anh chở vợ đi chợ Tuy Hòa. Vợ anh không đội mũ bảo hiểm, còn anh thì vượt đèn đỏ, nên bị cảnh sát giao thông đuổi theo chặn lại. Khi bị cảnh sát giao thông chặn lại, tôi đã dừng xe, nhưng do thấy cảnh sát giao thông rút súng ra nên sợ quá, quay đầu xe bỏ chạy, thì bị rượt đuổi theo. Cảnh sát giao thông đã rút súng bắn vào vợ tôi ngã té xuống đường. Cảnh sát giao thông còn đánh tôi nữa. Sau đó, mọi người đã giúp đưa vợ tôi đến bệnh viện. Tôi cũng đã khai như vậy khi làm việc với Công an thành phố Tuy Hòa, anh Trọng nói. Trong khi đó, theo Đại tá Lương Tấn Dĩnh, trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên, vụ việc đang được gấp rút điều tra để làm rõ. Anh Trọng đã sai khi vượt đèn đỏ, không tuân thủ hiệu lệnh cảnh sát giao thông. Việc cảnh sát giao thông bắn chỉ thiên trong trường hợp này là đúng quy trình. Thế nhưng, do xe cảnh sát giao thông giảm tốc độ đột ngột nên súng bị cướp cò, một viên đạn cao su đã đi lệch vào người nạn nhân. Thực ra, đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp, vụ việc đang được điều tra kiểm điểm nghiêm túc. Ai sai đến đâu xử lý đến đó, không có việc bao che dung túng, Đại tá Dĩnh nói. Mẹ vợ kiện con rể ra tòa vì giao cấu với con gái 14 tuổi.
Tôi khóc rất nhiều vì thương con, nhưng thông cạn tình quá. Tôi không nghĩ kiện con rể vì luôn nghĩ thông như con mình. Tôi rất xót xa, không biết khóc bao lần vì tôi thương con tôi cũng như thương thông. Thế nhưng nó cạn tình với gia đình tôi quá. Chị N, mẹ bé gái 14 tuổi, làm đơn tố cáo con rể dâm ô với con gái 14 tuổi của mình, bật khóc. Tố con rể với bạn thân dâm ô con gái mình, lại phát hiện con mang thai trước ngày xét xử. Ngày 15 tháng 11, Tòa án Nhân dân huyện Quốc Oai, Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1997, trú tại xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, bị truy tố về tội giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Bị cáo Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1997, trú tại xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, bị truy tố về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Bị hại trong vụ án này chính là bé gái Nguyễn Thị Thu Hờ, sinh năm 2003, trú tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai. Điều trớ trêu, bị cáo Thông chính là chồng của Hờ, còn Tiến là bạn thân của Thông nhưng lại có quan hệ tình cảm với vợ bạn. Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị N, 38 tuổi, trú tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, tiếp tục trình lên hội đồng xét xử đơn kiến nghị về việc con gái mình là bé Nguyễn Thị Thu Hờ hiện đã mang thai hơn 7 tuần. Sau sự việc được tố giác lên cơ quan điều tra, Thông và con gái bà N vẫn thường xuyên ở cùng nhau. Trước tình tiết mới này, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung. Trước đó, ngày 22 tháng 2 năm 2018, Công an huyện Quốc Oai nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị N phản ánh về việc ngày 16 tháng 2 năm 2018, Nguyễn Văn Tiến có hành vi hiếp dâm con gái mình là cháu Nguyễn Thị Thu Hờ, sinh năm 2003, tại ngôi nhà hoang thuộc xã Tuyết Nghĩa. Đến ngày 27 tháng 2 năm 2018, bà N tiếp tục có đơn tố cáo con rể là anh Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1997, trú tại xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, trong khoảng thời gian tháng 9 năm 2017, có hành vi quan hệ tình dục với con gái mình. Đáng nói, khi nhà Thông biết cả hai có tình cảm yêu đương, dù Hờ chưa đủ tuổi để đăng ký kết hôn, nhưng ông Nguyễn Văn M, 48 tuổi, bố đẻ Thông, và bà N vẫn bàn bạc thống nhất và đứng lên tổ chức đám cưới cho cặp đôi này vào ngày 28 tháng 12 năm 2017, lúc này Hờ 14 tuổi. Sự việc ngay sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng xôn xao. Chia sẻ với chúng tôi tại nhà riêng ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, sau khi vừa từ phiên tòa trở về, bà N cho biết, cực chẳng đã, bà mới phải đâm đơn ra tòa kiện chính con rể mình. Bà N và chồng là ông Tờ, vốn làm nghề thợ xây nên thường xuyên qua lại chơi với gia đình của Thông. Từ đây, hai bên gia đình thân quen, con gái của bà N là Hờ và Thông sau cũng có tình cảm với nhau. Sự việc vỡ lở khi chị biết Thông có quan hệ tình dục với con gái mình, lúc đó Hờ mới 14 tuổi. Qua quá trình đi lại ăn uống, giao lưu giữa hai gia đình thì N và Thông quen biết nhau. Tôi nói cháu còn ít tuổi, còn ăn học, gia đình cô chưa đồng ý cho con yêu đương. Vợ chồng tôi nhiều lần bảo để con bé chú tâm học hành. Không ngờ Thông dẫn con gái tôi đi chơi rồi vào nhà nghỉ quan hệ tình dục, chị N kể. Tôi thương con rể như con mình. Không chỉ vậy, mẹ nạn nhân cho hay cả hai từng nhiều lần quan hệ tại nhà, chị cũng từng bắt gặp. Thậm chí con rể thời điểm chưa cưới còn bắt Hờ uống thuốc tránh thai. Khi phát hiện, tôi gọi sang thì Thông khai nhận hết. Lúc đó tôi mới biết rằng con mình bị xâm hại tình dục. Sau đó bố Thông sang nói chuyện, hứa hẹn cưới xong sẽ có trách nhiệm với con gái tôi, có gì sẽ bảo gia đình tôi và yêu thương con gái tôi như chính con đẻ mình. Tuy nhiên cưới xong rồi, về bên đó thì mẹ chồng bảo sẽ dạy dỗ con tôi ra bả thì thôi. Bà N bày tỏ thái độ không bằng lòng. Sau khi cưới xin được hơn một tháng, thì đúng tối ngày mùng 1 Tết âm lịch vừa qua, vợ chồng bà N nhận được thông tin từ ông bà thông gia điện báo bắt gặp con gái và Tiến, bạn thân của Thông, có quan hệ với nhau dưới láng ở ngoài cánh đồng. Họ nói con tôi ngủ với trai, con tôi sợ quá nhảy xuống ao, may có người cứu nên thoát chết. Sau đó ông bà ấy làm đơn, trao trả con gái cho gia đình tôi, thách thức tôi phải kiện cho Tiến đi tù. Lúc đó tôi bảo, nếu kiện Tiến ra tù thì con cũng sẽ bị liên đới. Tôi 5 lần 7 lượt sang nói chuyện thế nhưng con rể không nghe tôi giải thích. Đến khi làm đơn tố cáo Tiến thì công an xác định Thông có liên quan. Sau đó Thông đưa lên mạng xã hội bôi nhọ danh dự gia đình tôi, bà N bức xúc. Bà N cho rằng chính con rể đã đăng lên Facebook chửi con gái mình là con hoang,
chửi bới thậm tệ gia đình nhà vợ khiến gia đình phải ngậm đắng nuốt cay để sự việc lắng đi. Do quá bức xúc, tôi đã làm đơn tố cáo, cực chẳng đã mới làm như vậy. Thông suốt ngày đeo bám rủ con tôi quay lại để rồi con tôi lại dính bầu được hơn 7 tuần, đến khi dính bầu thì lại bỏ con tôi. Hôm cuối cùng trước khi ra tòa, tôi có sang nhà nói chuyện với gia đình Thông về việc này thì họ chối bỏ không nhận con cháu. Họ bảo sau khi ra tù, Thông sẽ lấy vợ khác, hai bên không còn liên quan đến nhau nữa. Tự người ta gây ra mà lại đối xử với con tôi thế, thử hỏi xem mọi người sẽ đứng về phía ai, trong khi đó con tôi mới 13-14 tuổi đầu. Thông còn chửi bới, chế nhạo con tôi, chửi bới chồng tôi. Tôi không nghĩ kiện con rể vì luôn nghĩ Thông như con mình. Tôi rất xót xa, không biết khóc bao lần vì tôi thương con gái cũng như thương Thông. Thế nhưng nó cạn tình với gia đình tôi quá. Bà N bật khóc. Bà N cho hay, ban đầu gia đình không kiến nghị yêu cầu gia đình Thông phải bồi thường thiệt hại cho con gái mình. Tuy nhiên những hành động trên khiến chị bức xúc nên đã kiến nghị hội đồng xét xử, xem xét đúng người, đúng tội, đồng thời đề nghị bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần cho con gái mình. Hiện tại con tôi có thai khi mới 15 tuổi đầu, tuổi còn nhỏ nhưng mang thai khiến gia đình tôi vô cùng lo lắng, lo cho tương lai của con sau này. Chị N nói thêm.